Kính chào quý vị, kính chào các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là cuốn Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Và trong cuốn sách này có một người anh hùng mà khi ông được tuyên dương công trạng thì ở đây cũng không có ảnh của ông. Và cái tên của ông ở đây cũng không phải là một cái tên thật. Cuốn sách này cũng có viết, để có ngày chiến thắng, bên cạnh những chiến công vẻ vang của đồng đội cầm súng chiến đấu, còn biết bao những chiến công thầm lặng của những người con ưu tú như ông, một cán bộ tình báo. Và đối với chúng ta, đối với rất nhiều người ngày hôm nay, ông vẫn còn là một câu hỏi, một ẩn số lớn. Và tên thật của ông chính là Phạm Xuân Ẩn, người anh hùng tình báo. Chúng ta hãy cùng làm quen với ông trong chương trình Người đương thời. Người mà chúng tôi đến thăm, vâng, có thể gọi ông là người đàn ông của bí mật. Ông được nhiều nhà báo phương Tây đánh giá là một bí mật lớn của thế kỷ 20. Ông đã từng tham gia quân đội Pháp, rồi được Mỹ đào tạo một cách rất chu đáo để trở thành một nhà báo có tên tuổi của hãng Reuters và báo Time. Với tư cách nhà báo nổi tiếng, ông là người có quan hệ rộng nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Ông được phép ra vào phủ Tổng thống, tới các khu chủ mật trọng yếu và bàn chuyện chiến lược với các nhân vật quan trọng. Chỉ đến sau giải phóng năm 1975, mọi người mới có thể biết ông nhà báo Phạm Xuân Ẩn đó chính là thiếu tướng tình báo quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với ông Ẩn, mỗi con vật nuôi trong nhà đều có ý nghĩa riêng. Chúng tạo ra và nhắc nhở cho con người phương châm để sống và làm việc hàng ngày. Trong nhà anh phải nuôi ba con vật. Cái con thứ nhất á, con chim, là con chim nó nhảy, bay nhảy luôn luôn à. Trời ra nó ngủ, nó ăn rồi nó nghỉ chút xíu rồi nó lại bay nhảy. Tức là nó khuyên anh nên làm việc, nên lao động, nên bay nhảy, chứ đừng có mà nằm một chỗ. Cái thứ hai là con chó nó dạy em trung thành. Con có thể chê cha mẹ khó, nhưng mà chó không bao giờ chê chủ nghèo. Anh nghèo gì nghèo, con chó nó vẫn đi theo anh. Là nó nói chuyện trung thành. Anh làm cho cơ quan nào cũng vậy. Anh chơi với bạn cũng vậy. Anh đối xử với cấp trên cũng vậy. Nghĩa là anh phải giữ chữ tín. Đó là quan trọng. Cái thứ ba là con cá. Con cá là nó không có nói. Tức là nó dạy mình đừng có nói. Nên trước khi nói phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ phải cho kỹ. Thì con cá nó dạy mình đừng có nói. Sự nghiệp của ông Ẩn là một phép ẩn dụ của cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc đời ông chính là hiện thân của thời đại đó. Việt Cộng đã có 20.000 điệp viên ở miền Nam Việt Nam. Trong vòng 20 năm, ông Ẩn là con át chủ bài tình báo Bắc Việt tại Sài Gòn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn sẽ bước ra sân khấu ạ. Mấy ngày hôm nay bác ra Hà Nội bác thấy thế nào ạ? Thì ra ngoài này thì thấy thay đổi quá đi. Vâng. Vì hồi năm tôi xuống học với Hà Đông á, trời ơi, coi bệ rạc lắm. Và bây giờ nó thay đổi quá trời quá đất đi, thành ra là không ra, ra ngoài đường không biết đường nào hay đường nào nữa trơn á. Vâng. Nhờ ông chỉ hướng đi đi một chút thôi. Ừ, tuổi nó cũng lớn rồi, 75, 76 rồi, thành ra nó cũng lẩm cẩm rồi đó. Và thành ra không dám đi. Thưa bác Ẩn ạ, cháu muốn hỏi bác là bác chọn nghề tình báo hay là hình như là nghề tình báo chọn bác, theo bác thì thế nào? Dạ, tôi không có chọn, tôi đi theo cách mạng, tôi đi bộ đội. Rồi xong rồi là bộ đội trả về, bị thiếu súng mà, trả về đi học. Rồi là đấu tranh trong cái giới học sinh, sinh viên. Đó. Đấu tranh tới cái cao trào nhất là vụ Trần Văn Ơn đó, rồi cộng lên tháng 3 là cái vụ chống Mỹ. À, thì là xong đó rồi thì phong trào nó xuống, thì tôi nói tôi xin cho tôi đi trở lại bộ đội. Thì tưởng đâu là thoát ly rồi thì kêu vô mà biểu là vô rồi về chứ không được đi luôn. À, thế là vô tới nơi thì tưởng đâu là cái gì, rồi ông giao cho làm nghề tình báo này quá chịu không nổi rồi, chắc cái này chắc chết quá, cái này chắc chịu không nổi quá, vì không biết gì hết. Ông bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ông là phụ trách luôn cả thanh niên tiền phong, lúc đầu tôi thanh niên tiền phong mà, vâng. Rồi trước 45,
thế rồi cũng trí thức, thành ra cũng biết. Rồi vô thì ông nói thôi cái này cách mạng không có lựa, chỉ cái này làm cái nấy thôi, rồi thì ráng làm cho tốt. Lúc đó bác có hình dung nghề tình báo là như thế nào không ạ? Đâu có biết gì đâu, ông biết đi xem cine đó, tập xem coi mấy cái phim tình báo với lại phim cảnh sát rồi này kia đó. Có phải bác xem phim Điệp viên 007 không ạ? Hay là tiếng Tây không à? Rồi phim là... gì ạ? Cũng không nhớ rõ, cứ phim nào mà nó đội nón mà kiểu ấy là coi chừng à. Đó đó. Coi phim là ông nếu tập coi đừng coi nhận định ở trong đó nó diễn đạt, cái thằng nào thật thằng nào giả bị nó diễn đạt hay à, thì cũng coi rộng nó thôi. Về lật sách đọc, mua sách, kiếm sách, vô cái thư viện Nam Kỳ, cái Bibliothèque de Conchin, lật kiếm mấy sách ra đọc coi. Tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết tình báo, kiếm không thấy. Sao ông nói thôi giờ đơn giản anh chỉ lo cho tôi mấy cái này nè. Anh về đó hay không? Anh theo dõi cái quân đội diễn chinh của Pháp. Bên Mỹ nó qua bao nhiêu, nó đưa ra Hải Phòng bao nhiêu, nó đưa ra Nha Trang, Đà Nẵng bao nhiêu, rồi nó đi về bao nhiêu, đặng mình cộng mình biết nó qua nhiều ít. Còn... Bác có nhớ một cái kỷ niệm đầu tiên mà nói lên cái sự non nớt của mình trong nghề không ạ? Lần đầu tôi... sau khi bác liên lạc rồi, cho quy ước rồi, bác liên lạc rồi thì là tuần sau là đưa tài liệu. Thế thì tuần sau đưa tài liệu thì đi đúng rồi, tuần nữa cái đi trễ thế là tôi đi trễ, rồi cái bà đợi phần nhiều tôi quy định chỉ 5 phút 10 phút thôi, bà kiên nhẫn 15 phút, bà còn thấy được, bà mừng quá. Mà bà thấy mặt sẽ hơi buồn so mà nó dính tí máu, bà hỏi gì vậy? Hồi tôi xuống cái cầu móng á, thế là xuống thì nó quấy, mình thì đổ dốc đúng, thế là đụng nó xe đạp chứ không phải đi xe máy bây giờ đâu, xe máy thì chết rồi. Thế rồi cái nó gây thì tôi quánh lộn với nó, quánh lộn rồi thì đứng dậy thì lẽ như là tôi trẻ mà sức tôi hồi nhỏ tôi võ sĩ mà, với lại bơi giỏi lắm hả, trông mát bây giờ không giống á, quánh đường roi nè, quánh côn nè, quánh võ tiếng Anh nè, rồi quánh võ Việt Nam mình nữa. Đó, mỗi ngày bơi cây số, tuần lễ bơi 5 cây, thế thành ra nó khỏe lắm. Thì tôi đóng cái vài cái là thấy ổng muốn lăn. Về tới nơi cái bà thấy dính máu hỏi gì vậy cậu? Bà lớn tôi 10 tuổi, bà sắc bén lắm. Dạ, quýnh lộn. Trời đất ơi, cái chuyện này quan trọng thế vậy? Cậu làm ngày này không được rồi. Cái này là tôi về tôi báo cáo thôi, cái này bắt buộc phải báo cáo. Từ đây sắp đi tôi dặn cậu nha, nói tôi bố cậu không bỏ nữa, mà xe đụng dục xe qua bên lo cái này đi cho được. Tôi nói cho cậu biết, cái này mà công an cảnh sát nó bắt về trong túi cậu dính cái này thì là thấy dính cái này là dính cái gì ạ? Tài liệu mật, lấy ghi rồi đem vô đưa chết rồi, ở tù rồi nhớ mãi. Thật khó có thể hình dung rằng ông già nhỏ bé này chính là ông Mười Hương nổi tiếng. Ông là người đã tham gia tổ chức các đường dây với các nhân vật tình báo quan trọng có tính chất chiến lược tại miền Nam Việt Nam như ông Phạm Xuân Ẩn, ông Vũ Ngọc Nhạ. Lấy cái màu sắc đẹp thôi. Lúc bây giờ cuộc chiến nó sắp kết thúc rồi đấy. Thì tôi bảo đài cậu này, những cái tin tức của cậu không giúp được nhiều nữa đâu, mà nhiều người có thể cho. Thế cho nên thì bây giờ cậu làm cái này thì cậu phải tìm cái nghề khác có thể tiếp xúc được rộng rãi. Tổng thống cũng được, thủ tướng cũng được, mà gặp thằng lính cũng được. Chính anh Trung nói tôi bảo có lẽ em đi học nghề báo. Tôi nói với anh Trung ấy, khi trước khi đi là báo, tôi nói với nó đi học ấy, tôi nói là này, rồi bài đi học ấy là phải học cho kỹ cái văn hóa của nước Mỹ, phải post-CD được cái đó, tức là phải thâm nhập được cái, rồi là đi đến bài nghĩ và bài nói như thằng Mỹ thì mới có thể làm ăn được, mới thành nhà báo giỏi được. Chứ, bởi vì không thế thì nó thành những người Việt viết báo Mỹ thôi. Cũng vẫn là cái tư tưởng của người Việt, vẫn là cái kiểu suy nghĩ người Việt, thì không thể xâm nhập vào cái xã hội ấy được. Như vậy là bác đã đi Mỹ
học Đại học Báo chí vào năm 1957. Dạ vâng. Phải không ạ? Dạ. Vâng. Năm 57 tới 59. Trông bác học hành có vẻ miệt mài nhỉ? Thì tại ở trên nó ra lệnh cho tôi cũng không ham học lắm đâu. Trời ơi. À, giáo của tôi thì bà rất thương. Bà cũng lớn tuổi rồi, bà thương tôi lắm. Thế bà thấy học vậy, bà nói, tôi thấy anh học tốt quá mà anh học, không biết anh ra học, thử anh sang học hay anh làm cái gì. Tôi nói, tôi sang học, tôi cái nước nghèo. Bà nói, chắc anh qua anh làm cái gì nữa. Tôi nói, không thiệt, tôi nói thiệt, bà không có làm gì hết trơn hết rồi. Tới phần tiếng Anh của bà rồi, bà nói, bà thấy rõ ràng là cũng không có làm gì. Bà mới nói, bà nói, thôi, tôi nói thật anh vì tôi có tật hơi nghề nghiệp mó meo. Thế chuyến thứ hai là tôi huấn luyện với làm tình báo. À, thành ra là tôi nghi. Mà trong lúc đó là cái thời McCarthy là tiền bắt cộng sản rất ghê. Ở Mỹ á, là cái phong trào McCarthy mà. Đó thì là bà nói cái đó là mình để à, thế là học quá cũng không được. Vâng. Vừa thầy. Cho nên bác phải đi giao du với cả mấy cô xinh đẹp. Không phải. Tuy là mà sĩ quan mà tuyển đưa đi là tôi làm briefing, tức là giảng cho qua bên Mỹ như thế này, phải thế nào, sao sao, cách ăn ở làm sao. Học thuộc lòng trong sách không à. Nói thì hay, nhưng mà tới bên mình là làm á, là không dám làm, nhá. Không biết nghe đầm nữa, qua bữa đầu, biểu ra, đâu dám đứng nó ngồi, Mỹ nó gọi là kêu bằng, hoa mà giữa cái vách tường, one flower, nhưng mà nó kéo ra, con cổ kéo ra, vừa ôm vừa nhảy mà rung quá mà nhảy square dance, nhảy theo cái lối dân tộc mà đâu có biết nhảy gì đâu, giống như gà Tây mà nó nhảy đập mái á, nhảy rồi nè, trời đất ơi. Mình cũng bắt chước theo kiểu Tây, thì vô cafeteria thì ngồi về nè, thì nói Mỹ nó dân chủ nó thoải mái mà, nam nữ nó bình thường thôi, đứa nào ngồi trước thì ngồi, đứa nào hết chỗ thì đứng, đó. Không ai qua cái bàn khác. Thế tôi ngồi đó thì con cô đó cổ đại, tôi thấy gì đứng dậy, mình theo cái lễ phép của ông già mà dậy, là tay nó dậy rồi. Nó là cái gì, đối với phụ nữ là phải nhường hết. Còn cái này, mày ngồi đó, mình tưởng nó ngồi đó, cổ đi kéo ghế ngồi. Cổ nhảy lên đùi tôi cũng hồ, trời ơi. Nó rung, nó hồi hộp lắm, tim nhảy quá trời. Chết rồi. Ê. Ngồi mà cổ nặng nữa chứ. Nó nhỏ rồi mà nó nặng lắm. Trời ơi trời, nó nặng lần đầu tiên gái nhảy giò ngồi. Chết mẹ rồi. Điều này cổ quá rồi. Mà nó mặc riết chân vừa lạnh mà vừa nóng. Trời ơi trời. Đây cô rồi. Nó dễ thương lắm. Cái lúc mà bác phải đi về Việt Nam thì bác có tiếc cái cô này không? Khi ra đây đã nói rồi, không có được đụng tới một cô nào hết. Nghe lời bác Hồ dạy nha. Chứ tê là thứ hai nặng lắm. Cái tê đầu là tiền. Cái đó tương đối có thể tránh được. Cái tê thứ hai là tình. Cái này là dễ chết. Đó. Trông bác thấy khỏe mạnh nhỉ? Thì hồi đó, trời hồi đó ngon lắm mà. Quánh bác. Thế thì làm thế nào để mà không bị cám dỗ bởi chữ T thứ hai, tức là tình cảm? Tôi là yếu cái bóng vía. Thấy phụ nữ nào cũng thương, hay cảm động. Cái tam thập lục kế dĩ đào dĩ thượng. 36 kế, cái chạy lại nhất, né là lại nhất. Thôi tôi đầu hàng bà cho rồi, cho nó lẹ nhất. Chữ T thứ ba là gì bác nhỉ? T ba tù. Cái đó là cái phải coi chừng. Vâng. Cái đó là cái thử thách. Vâng. Thế bây giờ... Bác không sợ chữ T thứ ba? Sợ chứ, trời ơi. Con nít nhỏ mà không sợ chết chứ làm gì người ta mà không sợ chết. Thứ nhất là nó chết liền không nói gì, nó bắt vô nó còn hành hạ chứ. Cái đó phải biết rồi, cái đó biết trước rồi, bị tôi dòm thấy cái đó nhiều lắm rồi. 57 đầu 58 đó là bên đây bắt hết. Vỡ hết, có thể là lưới nào cũng vỡ hết. Rồi cái ông mà ở trên chỉ định mà coi tình báo trong Nam này là ông Mười Hương cũng bị bắt nhốt luôn. Thằng em nó ở tù ra rồi đó, lúc đó nó mới là Tết nó mới viết cho cái thơ mà nó viết lắm thì mình biết ngay thôi rồi nó nhốt tùm lum rồi đó. Thế thì bây giờ khó ở chỗ là anh về hay là không về. Nếu không về á thì anh ở bên đó luôn, hay là anh đi xuống Nam Mỹ Latin, hay là anh đi qua Cuba, hay là anh đi qua Âu Châu, qua Pháp,
Nhưng mà tuổi trẻ nó khổ cái nó nóng. Nó nóng lên, nhiệm vụ của mình nó chưa hoàn thành gì hết, mà bây giờ sắp chiến tranh rồi, đấu tranh võ trang rồi. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ đành phải quyết định về thôi. Mà cũng tin tưởng những đồng chí bị bắt, chắc họ không khai mình đâu. Thành ra nhưng mà cũng phòng xa. Thì bây giờ cái đầu tiên là về thì tính là nó bắt tại sân bay. Thì tôi mới mời một số bà con luôn, cả mà ông Thứ trưởng Quốc phòng cũng quen biết, đi rước cho đông. Đằng rủi bắt á, thì có người biết được, thông báo cho một cái cơ sở nào để cho mình hay. Đằng hồi nó, đằng cho phía cách mạng biết. Đấy. Cái thứ hai là có thể nó bắt nguội, nó đợi về nhà rồi nó mới bắt. Thế thì về nhà thì là tạm yên ổn này kia rồi, tối lại đi kiếm chỗ khác ngủ. À, nói đi chơi thì đi ngủ chỗ khác. Thế thì chừng tuần lễ thấy cũng yên, không có gì. Bác không bị đau tim ạ? Không, tim tốt lắm. Nếu mà tim mà yếu là thương mấy cô là đấy rồi, chứ còn đâu nữa. Ông Ẩn đã sống tại thành phố Sài Gòn 60 năm qua. Mỗi một địa điểm, góc phố, ngôi nhà, hàng cây đều đầy ắp những kỷ niệm. Ngôi nhà số 7 phố Hàn Thuyên chính là tòa báo tham khi xưa, nơi ông đã từng làm việc. Đặc biệt, nhiều kỷ niệm nhất với ông Ẩn vẫn là quán cà phê Gifran quen thuộc, nơi mà hàng ngày ông vẫn ngồi tán dóc, nói chuyện tiếu lâm và quan trọng nhất là thu thập các tin tình báo trong suốt những năm qua. Rồi đi Mỹ về đây từ 60 cho tới giờ không? Cứ sáng sớm ra ăn sáng rồi lên làm việc, trưa xuống đây ăn sáng, ăn trưa rồi lên làm việc. Chiều họp báo xong rồi ra đây ngồi nói dốc, ngày nào không ra ngồi, nói chú Lâm. Bà này ngồi dòm ra xung quanh này nè, ngồi chiều nói dốc vậy đó, nhưng mà làm tình báo cho CIA có nè, tình báo cho tình báo Pháp có nè, tình báo của Việt Nam á, Cộng Hòa có nè, Việt Cộng có nè, Thân Cộng có, là tùm lum như này. Khi mà thành lập cái chính phủ ba thành phần, thì ở đó quốc hội ở đây, thì thế nào cũng ra đây ngồi nói dốc. Nó đặt ghế riêng ở trên lầu, đục cái lỗ xuống cho ống vô để trong cột này. Mấy tụi đặt máy là nó là bạn của tôi, nó biết, nó dặn liền, nó nói anh ra đây ngồi nó dốc cẩn thận nha, tụi em đặt máy nha. Bác có thấy là cái công việc nhà báo của bác thì có hỗ trợ gì cho công việc tình báo không ạ? Hai cái này giống hệt. Bởi vì làm báo với lại tình báo nó giống hệt à. Anh làm báo anh phải đi lấy tin, giết cũng phải cho nhanh, bị cạnh tranh nhiều mà. Rồi phải cho chính xác, không chính xác là đuổi liền. Thì bên tình báo cũng vậy à, hai cái giống. Nhưng mà nó khác, đằng lấy ra viết, còn đằng lấy cất. Thế thì bây giờ cái nào cất và cái nào cho ra, cái nào mà cất hết, còn cái nào cất một phần thôi, còn cái nào cho ra hết hay là cái nào cho ra một phần, còn nhiêu cất hết, thì nó cái đó là tùy mình quyết à. Làm thế nào mà bác có thể cùng lúc mà làm hai công việc như thế, bác không nhầm lẫn một tí nào nhỉ? Có bao giờ bác lại không, nó nhầm nó, từ phần này ra phần kia không? Nó cũng giống nhau, nó cũng giống nhau, thành ra cũng khó nhầm. Tôi chỉ có làm một nhiệm vụ thôi, là phân tích. Mà phân tích tức là anh phải nghiên cứu mọi mặt, cả quân sự, cả chính trị, cả xã hội, cả kinh tế, cả mật vụ. Rồi anh mới đúc kết lại, rồi mới làm cái báo cáo vô trong.
Bác gửi các cái thông tin mà bác đã phân tích được về căn cứ như thế nào ạ? Thì cái đó ăn thua liên lạc, cái đó mới cái khó ạ. Cầu xưa đó thì là lúc đầu thì là dùng hộp thở chết, tức là lại mình để ở đâu đó vậy, hoặc là bóng cây hoặc là gốc cây. À, lúc đầu thì tôi dẫn con chó bẹt rê đi, sáng nào cũng phải dẫn nó đi, nó quen rồi. Thì cái dòng chó đực thì nó lỡ gốc cây là xịt một cái, lỡ gốc kia xịt một cái, đáng nha. Đó. Thì tôi hút thuốc, thì tôi hút thuốc gói lít kỳ, tôi quen rồi. Hút rồi thì chừa điếu chót, rút ra hút. Thì trong đó mình để cái thơ, bỏ trong đó, vấn là dục trong đống cỏ, chỗ gốc cây đó, mình biết cái gốc cây đó là nó có cỏ. Cây hồi xưa cũng không ai tưới nữa, thành ra cỏ nó mọc, rồi miếng chai, rồi nước đai, rồi đủ thứ liền vậy đó. Thì cái đó có quy ước, cái người ra lấy ở gốc cây đó đó. Rồi thì họ, khi họ lấy cái đó thì họ bỏ cái khác. Đó thì nửa giờ sau, tôi lại dẫn chó đi vòng, trước khi dẫn về, bây dẫn nó đi, rồi dẫn nó về, trước khi dẫn nó về nhà thì nó ngang chỗ đó lại, nó lại đứng đó nữa. Thì mình dòm thấy cái của mình mất, tức là bà lấy rồi, bà bỏ cái khác nữa, thì đó đó. Thế thì làm bộ rớt cái gì xuống đó, lụm nó lên, thế thôi, đơn giản vậy. Vâng. Nhưng mà cái đó, phim không được. Phim thì chụp cả chục cuồng, hai chục cuồng thì làm sao? Thì phải làm sao? Phải có liên lạc. Vâng. Liên lạc thì ở trên cũng thương. Có thể nói là trong đời tôi chỉ có hai anh chí à. Một Pháp, một bà. Cái bà mà rầy đó, giải phóng sau khi chống Pháp xong rồi, không mất liên lạc. Không biết bà sống, hỏi hoài không ra. Vâng. Cái bà thứ hai là bà Ba. Thì ở trên hy sinh thì nó cho tôi ông Kiệt, bà đương làm liên lạc cho ông Kiệt. Trước kia 40 bà là liên lạc rồi. Bà Nguyễn Thị Ba năm nay đã 86 tuổi, hiện bà đang sống cùng con cháu tại xã Hữu Thành, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà đi theo cách mạng từ năm 1940 và trở thành một giao liên tình báo có nhiều kinh nghiệm. Trong suốt 14 năm, bà đã làm mắt xích liên lạc giữa ông Phạm Xuân Ẩn với chiến khu. Lần đầu tiên mà bà bắt đầu gặp ông Hai Trung thì trong cái hoàn cảnh như thế nào? Đầu tiên thì mấy ông thành công tôi ha, đi lại đón ổng. Bởi vì đâu có hai người đâu có quen, đón cái người không quen mà. Đón ví dụ ở cái đường này ha, thành công tôi đó, thì tôi đằng này tôi xách giỏ đi tới. Ổng đâu đằng kia không biết. Nhưng mà ổng đi lại ha, mà tôi đón ổng tới 3 ngày là tôi mới gặp ổng. Ông cầm cái ống điếu này nè, ông ngậm cái ống vô đó mới thấy nó đặc biệt. Ông trắng đẹp trai nhưng mà ông chân kiến thức mà ông ngậm cái ống điếu này nè. Thì cái đó là cái ấy đó. Cái đó là Nghi Trang đó. Vâng. Tôi thì tôi xách cái vỏ không có bỏ bó qua, không thì đi tới đi lui. Thì gặp hai người mới gặp nhau mới nhìn mới hỏi. Tôi thứ ba, ông thứ bảy. Cái ba với bảy là 10, thấy không? Thì hỏi chị Ba, chị đi chợ hả chị Ba? Hỏi cậu Bảy, cậu đi chơi uống nước hả? Thì hai người gặp nhau mới dắt đi, mới vô tiệm nước, mới bàn giao công việc. Thì có lần nào bà cảm giác như có thể bị lộ không? Có lúc nào nguy hiểm không? Có chứ, có lần giặt nó theo chứ. Tôi biết đó, tôi đợi ông lâu sao tôi thấy cái thằng đó đi qua, đi lỡ hoài. Cái lát tôi báo ổng là chỗ này bị bể rồi đó. Với cái đầu mối cái tôi nhất là tôi với ổng phải giữ cho bí mật. Nếu tôi bể là ổng bị bắt chết làm sao? Có lần tôi đón xe ổng, tôi thấy xe ổng đậu ngoài kia kìa, tôi mừng quá lắm, mà tôi đâu dám sát vô. Thì đi vòng vòng hộ xe ổng bị mất. Trời ơi, giờ tức biết nhiêu. À, ông hay đến chậm ạ? Ổng mất, ổng hay đi trễ. Ổng mất bận công chuyện, ổng quên. Có lần tôi đợi ổng, tôi dám té lả giò. Tôi đi quay trở lại lần thứ hai mới gặp ổng. Nói trời ơi, thôi nãy lần thứ nhất con đi đâu mất, đợi muốn chết. Ông nói tôi quên, tôi mất có chuyện cái tôi quên. Nói nãy giờ tôi mất nói chuyện với Nguyễn Nam Kỳ lần kia kìa. Chị là chị đợi hơi trễ. Vâng. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng mà bà Ba liên lạc của bác vẫn nhớ cái lần bác đi muộn đấy ạ, bác đi trễ. Có, vậy thế mà là bà rầy dữ lắm, bà mấy bà rầy tôi vụ ra. Bác có thể kể là bác với cả bà ấy đã phải giữ cái bí mật về mặt liên lạc như thế nào ạ? Nghĩa là nó gặp nhiều chỗ, khi trong chợ, khi ở ngoài đường, khi lại thằng pharmacy, ví dụ như bà mua trong cái tiệm thuốc, bà mua thuốc, thì tôi bồng con tôi mua thuốc, thì tôi giao con tôi bà bồng, bồng dùm con, rồi tôi mua thuốc rồi tôi đưa thuốc cho bà,
thì trong thời là bà đưa thuốc cho tôi, thế thôi. À, bà thưa cái gì đó vậy đó. Vâng. À, mà nghĩa là không có bao giờ gặp một chỗ. Vâng. Nhưng mà trước khi gặp phải làm cái dấu hiệu an toàn, hoặc là gạch cái chữ hay là cái gì đó, tôi nếp ngang phía bà an toàn rồi, tôi phải làm của tôi an toàn nữa chứ. Còn nếu mà không có gạch đó là kể như không an toàn là đi luôn. Bây giờ thì chúng ta có thể được trò chuyện với một người đồng đội cũ của bác, đó là ông Nguyễn Văn Tàu, tức là ông Tư Cang. Ông là cụm trưởng đấy. Nhiệm vụ của tôi tức là đi lên đi xuống cái vùng từ Củ Chi xuống thành, lên rừng nhận chỉ thị để mà truyền đạt cho anh Hai Trung. Và chính là tổ chức cái lưới giao thông, tổ chức cái lưới giao thông. Như anh Hai Trung mà làm việc á, thì xung quanh á, kể ra lực lượng giao thông thành á, là cỡ 20. Còn tại Củ Chi á, cái điện đài cơ yếu và máy để đánh những cái tin đó về trên á, và cái giao thông võ trang, tức là khi tài liệu ra tới Củ Chi rồi thì đưa về trên á, là cỡ 50. Chủ lực là ông Hai Trung, ông ở trong thành, ông nắm được tin tức tài liệu địch. À, thành ra nếu mà tôi nói nếu ở ngoài thiếu tá chỉ huy trung đoàn thì nó khỏe hơn, là quánh có thể bại và có thể thắng, nhưng mà trong này nếu bại thì thôi coi như tiêu. Một cái thành công nhất của cái cụm này tức là bảo đảm cho cái lưới tồn tại bên trong, mặc dầu ở bên ngoài võ trang và chiến khu hy sinh rất nhiều, 25/47 thấy không, mà bên trong đó từ giao thông đô thị cho tới anh Hai Trung nghĩa là an toàn 100%. Trong chương trình Người Đến Thời Lần Trước thì chúng ta cũng gặp gỡ với rất nhiều những người giao liên tình báo dũng cảm, và trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Thương cũng là một người giao liên tình báo đã bị bắt và đã kịp thời giấu những cái tài liệu mà đồng chí đã mang từ trong nội thành ra chiến khu, đúng không ạ? Và thế còn gặp lại cái người đồng đội cũ của bác Tư Cang ấy, thì bác có thể kể cho khán giả xem chương trình nghe cái điều gì đặc biệt của bác Tư Cang? Ông này thì rất giỏi. Cục 2 huấn luyện đưa vô thay cho ông Xuân Mạnh. Ông Xuân Mạnh là cụm trưởng. Lần đầu tiên tôi vô thì không nói tôi là thay. Tôi vô tôi hỏi tôi chứ ông trước đâu? Là ông bệnh ông về rồi bây giờ tôi thay. Cục không báo, nghĩa là mấy ông tình báo này ông giấu dữ lắm. Nghĩa là như mình ông cũng chặn. Thì để tôi chỉ có cái đếm, cái chấm ngoài Sài Gòn thôi. Còn mấy ông lần sau lưng hết. Ở trong ông làm gì tôi đâu có biết được. Nếu ông bảo đảm cho tôi được là được rồi. À, còn tôi thì cứ thiên lôi, ở trên ra gì đánh nấy, ra cái gì đánh nấy, chỉ đâu đánh đó, chỉ đâu đánh đó. Tết Mậu Thân gần quánh thì cho hai trước 3 tháng thì ông ra. Ra thì ông làm như là trinh sát, thành ra phải dẫn ông đi. Rồi ông đòi coi chỗ này chỗ kia, rồi ông đòi coi Mỹ cái lối hành quân làm sao, quánh ở trong thành phố làm sao. Thì cũng dẫn ông đi coi, xuống có mấy cái đò cho người ta đi nghỉ mát đó. Thế thì mướn cái đò máy nó chạy cái đuôi tôm sao nó kêu rầm rầm, hai thằng ngồi trước. Tôi và ông ngồi chạy dòng Sài Gòn hướng mát. Rồi tôi chỉ cho hai quân chỗ này bên cầu Thiếu Thiên qua, quánh bên đó qua thì chỗ này nè. Bộ tư lệnh hải quân ở đây nè, ông này ở đây đây. Đó thì bên nhớ cái phà nó thế này. Thế bác đi với cả cán bộ cộng sản ở giữa Sài Gòn như thế mà bác không lo ngại gì à? Cái đó là sai. Vâng, nhưng mà... Sai nhưng mà đều lính ở trên thì phải làm. Không, nhưng mà trông ông ý không có cái vẻ gì là của chiến khu ạ. Không, ông đẹp trai lắm, thành cũng được. Đi ngoài đường ông ngon trong... lành. Chỉ có lần đầu ông ra là ông không biết mở cửa taxi. May là cái xe tôi là giống xe taxi. Lên rồi tôi chết rồi. Mở cửa xe mà không biết mở là chết rồi. Ông thấy không may gặp xe tôi. Như thế là chúng ta thấy là bên cạnh thưa đồng chí Phạm Xuân Đại là có rất là nhiều những người đồng đội đảm bảo vào ngoài. Không có đó, chỉ có ăn mày thôi. Nói thật. Những đồng chí bảo vệ cụm, từ cụm ra tới đó, rồi từ đó ra ngoài này. Nghĩa là ở trên phải tính toán làm sao mà bảo đảm cho tôi được. Mà tôi chỉ có cái chấm à. Một cái chấm nhưng mà cái chấm rất đậm. Bây giờ bọn cháu muốn đưa cho bác xem cái vật này và không biết là nó gợi cho bác câu chuyện gì ạ? Đây ạ. À, cái này nè em, bà ba bà hay, hay gói cái này nè. Vâng. Đó. Bác có nhớ cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với những cái cuộn nem này không ạ? Với những cái... Gói phim. Tôi cũng phải để trong nem. Mà nem tôi thì nem vuông. Vâng. Đó thì cũng gói sơ sài thôi. Nói như ngày mình không khéo tay lắm. Mà khéo tay gói như vậy thì cũng cực. Thì đưa bà thì bà giỏi. Bà khi thì bà gói trong nem này, khi bà gói trong nem khác. Bà về bà phải le xếp sắp lại sao cho gọn. Phù hợp với cái đường bà đi. Cho tới cái đồng chí mà liên lạc ở trong cụm ra tới cái gần gặp bà.
Rồi từ đó đó bà phải nghiên cứu là cho nó phù hợp với cái đồng chí mà trong cụm đi ra đó, gặp bà ngoài thành phố này để đi vô tới cụm. Đó là cả một cái vấn đề lớn. Trong tất cả những cái cuộn phim bác đã gửi ra thì là cái lần nào là bác cho rằng là những cái tài liệu quan trọng nhất ạ? Cái nào nó cũng quan trọng, ví dụ như kế hoạch Taylor. Stanley Taylor phải không ạ? Rồi là những cái tư liệu của trận chiến thắng ấp Bắc rất là nổi tiếng, như là trận chiến thắng đầu tiên của chúng ta trong chiến tranh đặc biệt phải không ạ? Ấp Bắc là để chống cái chiến tranh đặc biệt. Vâng. Chiến tranh đặc biệt của Mỹ là gì? Búa lưới phóng lao diều bắt cả co. Còn ta? Ta thì là cấm cặp phá lưới, nó bao vây một cái vùng. Vâng. Thấy không? Đó. Rồi người ta mới là búa lưới là tức là quân đội nó bay bằng trực thăng, nó thả quân đội nó xuống xung quanh. Vâng. À, thả xuống xong rồi đó nó vô, nó quánh từng đơn vị nhỏ của mình nằm ở trong cái lưới đó. Vâng. Nó chạy ra không được. Vâng. Thế bây giờ mấy ông nghiên cứu như vậy là mất 2 năm, 61, 62. Vâng. Đầu 63 đưa ra thực hiện. Vâng. Thì như vậy là cấm cọc phá lưới, tức là một chiến sĩ đó nằm ở đó có võ trang đàng hoàng là một cái cọc. À, anh bay lên trên đó là tôi bắn, khi anh trước anh thả là tôi bắn, cấm cọc phá lưới. Và bám đất bẻ lao là không chạy, nằm dưới hố cá nhân này nè, khi mà anh đưa những cái mũi nhọn anh vô đó, tức là lao vô thì là ông bẻ, tức là ông quánh sập cái đó, đối phương thất bại, sư đoàn 7 thất bại. Vâng. Thành ra một số Mỹ trực thăng bị rớt, quánh bữa trước, thì bữa sau tôi đi trực thăng vô, với lại một số ký giả, vì khi lúc quánh là không có ký giả nào đi hết trơn. Tôi đi với New Zealand này kia ra đi, thì cũng cẩn thận chúng tôi rồi để trong, té xuống làm sao, rớt xuống kia nó đâm mình, nó đâm ra là hại. Đau. Đau lắm cơ. Vâng. Thành ra tôi dòm, chỗ nào có bước chân rồi mới dám bước theo. Hay là tôi xui mấy ông Mỹ là mà ông đi trước giùm tôi nhát lắm. Tôi trời xanh ra nhát lắm, cái gì vừa cộng là tôi sợ rồi. Thì các bạn, chắc hẳn là các bạn đã đặt một câu hỏi là nhân vật của chúng ta đã lên đến chức vụ nào trong chính quyền Sài Gòn. Như là chúng ta thường nghĩ là các nhân vật tình báo là phải lên một cái chức vụ đó rất là to trong chính quyền của phía bên kia. Thế nhưng mà ông, chúng ta thấy là ông Phạm Xuân Ẩn thì không lên đến chức vụ nào, nhưng mà những cái ảnh hưởng và thế lực của ông trong dưới cầm quyền Sài Gòn rất là lớn. Và như người ta đã đánh giá là những cái tin tức tình báo mà ông lấy được mang tính chiến lược đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Cho nên tôi hình dung cái tình báo là đã thế này cô nhé. Cái anh điệp viên đấy là cái người phải tự hoạt động. Và tình báo này có cái đặc biệt này, anh không cầm tay chỉ việc được đâu. Bây giờ nó phải ứng hóa từng giờ từng phút ấy. Mình làm sao mà đến đấy mà bay thế này. Thế cho nên là nó phải rất độc lập. Thế mình chỉ có mỗi cái là, tức là như là trong kịch bản đấy, thì tức là cái người phải có viết được kịch bản. Thế rồi chọn diễn viên, thì các điệp viên là diễn viên. Thế còn lúc bây giờ mình đứng ấy, thì chẳng qua mình làm cái vai đạo diễn, anh đóng thế nào cho nó đúng. Mà tôi nghiệm thấy trong cái là nó đúng như thế. À, vừa rồi thì ông Mười Hương có nói đến chuyện là cái người tình báo là phải hoạt động độc lập. Vậy thì bác có thể cho biết là cái hoạt động độc lập ấy ạ, thì nó có những cái gì có lợi hơn và nó có những cái điều gì nguy hiểm hơn ạ? Ít nguy hiểm hơn. Thế ạ? Bị không có lưới. Vâng. Chỉ trừ ra đồng chí liên lạc thôi. Vậy thì có cái gì khó khăn ạ? Khó khăn ráng chịu mình thôi. Nó lợi cái đó. Thứ hai là không có người khác bị để mà liên lụy tới mình. Chỉ có liên lạc và cái cụm và ở trên chỉ huy, ở trên thì nó chặt,
như hồi nãy ông Tư Cao ông nói đó, ở trên là hy sinh rất nhiều mà chuẩn bị biết bao nhiêu cái lực lượng để bảo vệ cho cái chấm này, thì như vậy là nó bảo đảm. Nhưng mà nếu mà cái chấm này mà nó có 2-3 người đó, nó thành cái lưới ngay thành phố này thì dễ chết lắm. Có người nào mà nhìn thấy bác là suốt ngày đi với cả lính Mỹ rồi lính Ngụy thứ thì có thể cho rằng bác là CIA và nhớ định tiêu diệt đó đấy. Nó khổ cái đó, cái đó là cái nguy hiểm đó. Cái đó là rủi ro đó, cái đó là phải chấp nhận đó. Đến đổi mà nó nói tôi là, đến đổi có nhiều người nói thằng này ngày tối chứ núp bóng giấy đầm Mỹ CIA không à. À thôi cũng phải cười thôi chứ bị rọc cái bài học bà kia nói rồi. Chứ mình nổi nóng mình quánh nó chửi nó là đâm nó hại. Bác nói rằng là hoạt động độc lập thì không nguy hiểm. Thế nhưng mà cháu nghĩ rằng là tất cả những cái lần mà bác phải nó gặp... nguy hiểm là vậy nè. Vâng. Nếu hoạt động chung trong cái tổ 3 người ví dụ vậy. Vâng. Thì kiểm soát lẫn nhau nó dễ. Còn cái này tự mình làm mình à. Đó, cái lúc đó là mình phải kiểm soát lấy mình. Vâng. Mà nếu mà mình hơi không nghiêm với mình hơi ngụy biện tí thì cái đó là nguy hiểm à. Bác phải nghiêm với mình đến mức như thế nào? Nghĩa là tối về phải coi là coi nó trúng trật. Kiểm điểm lại bản thân ạ? Kiểm điểm. Vâng. Mà nó hơi một tí là phải coi chừng điểm. Vâng. Bác viết tin tình báo để gửi ra bác viết vào lúc nào? Nó tùy phần nhiều là gì nè, có chuyến liên lạc thì bây giờ tới chuyến là phải viết. Sở dĩ nó nung bút mình viết là gì? Mỗi một chuyến vậy nên nhớ là chị em đi từ trong đó ra 2-3 người và đồng chí bảo vệ cho chị em, mà ra tới đây mà không có một cái gì để cho mấy chị em đem về mà quan trọng thì không được. Vâng. Cho nên phải làm. Bác viết bằng mực gì ạ? Ban đầu thì nước cơm thôi, nước cơm với là giấy gói đồ, sau rồi là ổng chế bằng cái thuốc bắc cái gì đó mới là chế, chứ đâu phải như bây giờ. Lúc mà bác viết như thế thì vợ con bác có biết không ạ? Vợ phải biết, là bởi vì con thì nó không biết. Con nó nhỏ xíu thì nó không biết. Vâng. Lớn lớn nó cũng không biết. Vâng. Vợ biết. À, biết thì bà có thể yên tâm ngủ vì con chó cành rồi. À, nhưng mà chụp hình thì bà phải thức. À, bị nhiều khi chụp nghe cắt 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 cắt. Mỗi một bôi nó kêu cái cắt, kêu cái cắt. Vâng. Con chó nó nằm bên ngoài. À, thì nó đỡ rồi. Vâng. Thế còn những cái lần bác đi gặp Giao Liên thì bà gái có biết không ạ? Bà biết nhưng mà khi nào tôi yêu cầu bà mới đi theo. Vâng. Trường hợp mà ví dụ như đem tài liệu thì phải đi theo. Vâng. À, đằng rủ bị bắt á, bà biết, đằng bà báo cho cái cơ sở, đằng báo cho bên trong. Như vậy là không có liên lạc đồ gì ra nữa, kể như là rồi đó, là chấm dứt rồi đó. Thế là đi theo ông bà rồi đó. Đây là ảnh của đám cưới của hai bác ạ. À, năm bao nhiêu ạ? Năm đó là năm 1962. Khi đó thì cô có biết là bác là cán bộ tình báo không ạ? Chưa. Về sau rồi, được 6 tháng rồi đó. Là bà biết. Bác nói thế nào ạ? Thì lúc đó thì mình nói mình là hoạt động với cách mạng đó, thì nhờ bà ủng hộ, bà nói ok. Nhưng mà cưới cái này là xin phép á, ông là bộ đội mà. Thế nhưng mà những cái lúc mà bác nói thế thì cô không sợ là ví dụ bác có thể gặp nguy hiểm rồi có thể là hy sinh tính mạng vân vân? Bà có hỏi, bà nói trời ơi, ông đi theo cách mạng sao ông bắt chước cụ Hồ ở một mình cho nó được. Bây giờ ông lấy tôi về hay nữa. Khổ quá. Điều này chết rồi. Mà tôi cũng lỡ thương ông rồi. Đó. Thôi thì bây giờ cũng có con rồi. Thôi thì bây giờ người Việt Nam thì thôi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cũng là bảo con nhà giáo mà. Vâng. Ở trong cũng điều tra, nói cho ngay vậy. Chứ không phải khi không mà cho cưới đâu. Rồi còn cho 500 bạc năm đám cưới nên 500 nó lớn lắm nha. 2000 mấy, 3000 gì đó lượng vàng mà 500 đó. 500 là lớn lắm. Bác gái có lần nào lo sợ cho sự nguy hiểm của bác? Cái đó là sợ thường xuyên. Vâng. Sợ thường xuyên. Vì sao? Mỗi một chuyến đi là thấy sợ rồi. Mỗi chuyến đi là thấy sợ rồi. Vâng. Có một nhà báo Mỹ đã viết là nếu như lúc đó chỉ cần có người nghe hơi hướng là ông là làm cho cách mạng thì ông sẽ bị xé xác ra hàng trăm mảnh. Thần kinh của ông làm thế nào mà có thể là tồn tại được, sống được trong những ngày đó? Vậy bác trả lời ông thế nào? Cái vấn đề tư tưởng là một. Thứ hai là mình làm cái này đó, mình phải đặt trước là sớm hay muộn anh cũng phải đi cái đường đó. Con cá nó nhỏ, người ta bổ lưới, lọt lưới được. Nó lớn lần lần
thì nó bị bắt. Anh phải chấp nhận cái trường đó. Mà bác lại thành một con cá quá lớn rồi. Sự thiệt là hơi lớn. Nhưng mà may con cá nó không nằm ở trong. Lúc nó điều tra thì nó truy ở bên trong. Nó tính là phải leo sâu tài trao, nghĩa là trong phủ tổng thống, truy ở trong đó. Vâng. Nhưng mà nó không truy người ngoài. Ở ngoài biết đâu mà truy. Không có những lần bác cảm thấy là mình suýt bị lộ hoặc là hút chết chứ? Thì ví dụ như là cái cơ quan này là cái Bình Phong, thì cái ông làm đó lại là tôi cũng quen biết nhiều, mà ông là bên Anh về, ông nói tiếng Anh rất giỏi mà là làm khá to quan trọng, thì ông mới nhận việc được chừng tháng thì tôi báo vô về chuyện ông đó, ông làm cho CIA, thì cái cơ quan Bình Phong của CIA. Vâng. À, chỗ đó mướn tôi mấy lần rồi tôi chưa làm đó. Thế rồi là ông làm thì tôi báo vô đặng cho mà để theo dõi những cái gì mà dính tới cái ông đó thì phải coi chừng. Thế rủi ro là cái tài liệu nó rớt vô tay. Tay thì nó đưa về an ninh liền. An ninh á, nó báo liền cho cái ông kia cẩn thận. Và trong cái chỗ cơ quan anh làm, vì anh mới vô làm tháng, Đại Việt Cộng nó báo rồi. Thì như vậy trong cái cơ quan này nè, có Việt Cộng. Bác xử trí thế nào? Thế giả mới ra hỏi tôi. Trời ơi mẹ, tôi nghĩ sao? Mà mới làm có tháng mà Việt Cộng nó theo dõi rồi. Tôi nói ai nói cái đó nè. An ninh nó thông báo cho tôi biết trước để cẩn thận, để tự vệ. Tôi nói thôi rồi, rồi chỗ ông làm ngon quá, lương lớn quá. Chắc nó đuổi ông đi thôi, nó khéo thôi, nó làm bộ, nó nói vậy, đặng cho ông xin thôi, ông sợ quá, ông rét ông thôi. Ông thì giỏi tài, nhiều chỗ bước ông làm lắm. Thì thằng Khang nó thấy vô, có gì đâu. Dạ không tin, dạ nói lên trên thì tụi Mỹ nó cũng điều tra. Thế qua tới ông Tuyến, ông bác sĩ Trần Kim Tuyến rồi ông coi cho đó. Ông kêu tôi vô, ông hỏi theo tôi nhận định thế nào. Tôi thì tôi nói chắc là lẽ là dành ăn thôi, nó muốn đuổi thằng bạn tôi đi thì nó đó vậy thôi. Nhưng mà ông điều tra rồi tuy, thì ông điều tra ngồi thời gian thấy ổn. Vậy mà ở trên á, chỗ tình báo của quân đội mình nó là lúc bắt cấm ngưng hoạt động cho tới khi nào thiệt bảo đảm rồi mới cho liên lạc. Rồi sau rồi cái là ông Tuyến ông mới hỏi, ông ơi, tôi hỏi ông sao ông? Ví dụ thằng bạn tôi đó, ông bên ông điều tra ra thấy sao? Thì đó như tòa nói đó, đâu có gì đâu, mấy thằng nó già năng. Lúc đó cái gì đã mách bảo cho bác mà bác lại nghĩ ra cái phương pháp mà thông minh thế nhỉ? Chắc có lẽ ông bà mình nó phù hộ. Bác đã chuẩn bị cho những tình huống bất chắc trong cái công việc tình báo đầy nguy hiểm của mình như thế nào? Phải chuẩn bị tối đa. Nhưng mà nó xảy là vẫn xảy. Ví dụ như vậy, cái tài liệu đó ông kia ông sẵn sàng đưa rồi. Nhưng mà đưa mà tôi xách đi là tôi sợ nguy hiểm. Bây giờ tôi ra xe tôi lái thì xe có thể đụng gì nữa. Cái chuyện đụng mình làm sao mình tránh được. Đó. Thế đụng thì là nó điều tra. Mà nếu đụng mà rủ chết giấc á, thì nó lấy ra về. Tài liệu người ta để chữ mật. Và cái người không có thẩm quyền nắm cái đó cũng đi tù nữa. Thì chỉ có nước năn nỉ ông là mà ông đưa quân cảnh đi với tôi. Rồi quân cảnh nó đi ra tới tôi rồi đó. Nhưng mà quân cảnh nó không biết ở trong đó cái gì. À, cặt táp của tôi để trong đó rồi. Mà quân cảnh nó đưa về, mày đưa ông về. Về tới nhà rồi tôi vô. Sáng mai ông làm ơn ông ra. Tôi với ông đi ăn sáng. Rồi tôi trả cho ông. Vậy là nó an toàn hơn. Rồi tránh cái trường hợp rủi ro đó. Nhưng mà đêm đó mà rủi nó vô nhà thì cũng kể như ăn mày rồi. Bác có dặn vợ con là chuẩn bị tinh thần là nếu như mà có cái gì đó xảy ra thì làm thế nào không? Thì vợ tôi cứ giật khai, má tôi giật khai. Nhà này không có thân cộng. Nếu mà đúng là nó theo Việt Cộng, nó có gan, nó ráng chịu. Chết, ráng chịu. Nếu nó nói là lấy xác về chôn, thì nhờ mấy ông chôn giùm. Việt Cộng tôi không chôn. Làm ơn nói vậy đi. Nhưng mà coi chừng thơ giả. Thơ giả là gì? Nó ép mình viết. Thế thì phải làm thế nào? Thì ký tên thiệt. Bởi vì cái tên chữ thường ký của nó có sẵn rồi. Nó để khi nó khống chế mình thì mình mới ký thiệt. Thì dặn vợ với bà già. Khi đó là cái tên thiệt là không còn giá trị. Bà bị bắt rồi, những cái chữ ký thiệt không giá trị. Chữ ký thiệt nhưng mà nó có một cái điểm chỉ cho bà điêu. Đó, khi nào dòm cái đó thì đúng là của tôi. Như vậy là trong 23 năm thì bác luôn luôn phải
từng ngày, ngày nào cũng thế, cũng phải căng thẳng thần kinh để đối không, phó. Không, tùy. Nó cũng là cái nghề nó quen. Vâng. À, cái người mà con người ta nó có cái sức chịu đựng lạ lùng đó. Rồi lần nó quen. Mà nó quen thì phải coi chừng. Biết cái gì không? Không. Mất cảnh giác lại chết. Mà cảnh giác quá thì lại căng. À. À. Nó thành ra là nó cứ cầm chừng như hoài thôi. Lúc mà bác phải đi theo lính Mỹ đi càn hoặc là gặp những cái cảnh mà giặc tàn sát nhân dân ta chẳng hạn thì và bác đã đi rất là nhiều thì lúc đó thì bác phải kìm nén cảm xúc như thế nào? Cái đó thì phải ráng thôi. Phần nhiều thì đem thuốc. Nó có cái viên thuốc gọi là tranquilizer. Mấy cảnh đó thì mình nói mình yếu tim uống vô viên thôi. Thì nó giữ không xúc động. Đây là giấy phép đặc biệt của nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Ông có thể được thăm viếng các vi trường quân sự. Và đây là cảnh các cảnh mà bác đã đi cái này là đi làm báo cùng phải không? Vâng. À. Đi ra tới vị trí 17 rồi mà. Lúc đó cảm xúc của bác đứng ở cạnh cầu Hiến Lương bác thì thấy thế nào? Dĩ nhiên rồi cũng xúc động chứ. Thấy cái cờ bên kia không ha? Vâng. Đứng này coi đã quá chứ. Nhưng mà phải giữ cái làm bộ như là ấy vậy. Ê, bác còn nhớ cái năng quyển này à, không ạ? Cái đó đúng rồi, cái đó bác Hồ mất. Vâng. Năm 69. Vâng. Trong quyển này bác có viết bài không ạ? Phải viết, bị tất cả thế giới viết. Vâng. Chỗ nào có tờ báo này là phải viết. Vâng. Để một đống lên như này. Vâng. Viết lại cô lại vậy. Vâng. Thì người Việt Nam cũng phải viết. Có khó cho bác khi viết cái bài báo nói về bác Hồ? Cái này thì sự thiệt viết nó cũng tự nhiên được. Tình cảm người Việt Nam, sự thiệt. Cái anh tài xế, cái anh xích lô, dân thường là đối cụ Hồ là nói ngay không ai ghét hết. Vâng. Chỉ có kính trọng thôi. Vậy thì cái một số rất ít, cái đám mà tuyên truyền chống cộng thì họ nói này kia, nhưng mà nhiều khi nó nói ngồi mồm với trong bụng nó không chưa chắc. Nó vẫn nể, vẫn quý, vẫn kính. Khi đó bác có phải kìm nén những cái cảm xúc của mình không ạ? Thì lẽ nhiên là nó khó chịu chứ, trời ơi tê. Mình khóc mình cũng phải giữ yên nha. Lẽ nhiên là mình nhưng mà phải viết bài. Vâng. Mà khen cái nào cho đúng, đúng sách đúng vở chứ không có được mà đối với bác thì khen dễ. Vâng. Bây giờ không ai chê hết. Vâng. Cô không tin cô lật sách Mỹ, sách bao này kia coi. Tới giờ này cũng không ai chê đâu. Cái tôn chỉ quan trọng nhất của một nhà tình báo chuyên nghiệp là gì ạ? Trong cái hoạt động của anh là thế này nè. Vâng. Anh thứ nhất là anh phải cái hòa đồng với mọi người. Bên giữa con người với con người mà. Vâng. À, cái thứ hai á là giúp người ta được cái gì giúp. Cái thứ ba đó là không nói lao. Vâng. Không được nói lao. Cái nào không nói được thì không nói. Nhưng mà đừng nói lao. Mình phải social là. Là gì ạ? Mình quan hệ với trong xã hội, society là xã hội mà. Vâng. Mình con người social. Cái thứ hai là gì? Social là sẵn sàng giúp đỡ người ta cần. Người ta cần cái gì mà mình có thể làm được là làm ngay. Chứ đừng có nên từ chối, còn không được thì nói không được. Cái thứ ba là sincere là chân thật. Đừng có nói lao. Như vậy là đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì những cái căng thẳng của suốt 23 năm của bác đã chấm dứt đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại một chút những cái ngày tháng lịch sử đó. 9 giờ 30 phút, cánh quân Tây Bắc đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 30 phút, cánh quân hướng Nam kéo cờ ở biệt khu thủ đô và chiếm tổng nha cảnh sát. 11 giờ, cánh quân hướng Bắc đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy. 11 giờ 30 phút, chiếm dinh lũy cuối cùng của địch, bắt sống toàn bộ nội các Dương Văn Minh. 9 dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại, toàn thắng.
toàn bộ giặc Mỹ đã nhục nhã chạy trốn khỏi nước ta, ngụy quân ngụy quyền sụp đổ tan tành. Bác ạ, đến bây giờ cháu nhìn lại những hình ảnh đấy thì cháu cũng vẫn thấy xúc động bác. Không biết là cái lúc ngày 30 tháng 4 đấy thì bác có cảm xúc như thế nào ạ? Mình chắc ăn rồi, biết trước rồi, lâu rồi. Thành ra là nó xúc động, nhưng mà nó mừng, nó vui, mà không dám ra mặt nhiều, vì nó quen giữa cái đó rồi. Cho nên là giải phóng vô, vẫn giữ như vậy, liên lạc cũng là giữ như cũ. Tôi không vô gặp ai hết, vẫn giữ như cũ. Hay vẫn bình thản như thường. Vì xung quanh nó còn mấy người đó đó, mình vui quá thì họ buồn cũng không được. Hai nữa là người ta được sắp đoàn tụ rồi, mình đi, vợ con đi rồi. Mấy chục năm, bây giờ thắng rồi, là nghĩ tới đoàn tụ rồi. Thì trong lúc bê thì mình lấy vợ con đi. Tại sao vợ con bác lại ra đi ạ? Trời ơi, quánh ba mươi thuộc xong rồi là tờ báo thai nó nói rồi rồi. Chuẩn bị hết rồi. Những cái gì mặc, đóng thùng gửi đi, danh sách lên rồi, chờ sẵn, điều kiện tốt là đi thôi. Là vợ bác và các con bác ra đi. Thì phải đi chứ sao? Còn bác ở lại. Ở lại. Vâng. Khổ vậy. Bác lo lắm. Lo chứ. Thứ nhất con tôi nó nhỏ nhỏ mà trời ơi lo lắm. Vâng. Qua xứ lạ mà. Nhưng mà thôi đành phải chịu thôi. Thế thì lúc nào thì gia đình bác lại được đoàn tụ ạ? Tôi tháng 11 thì đi qua Pháp. Rồi nằm ở Pháp kẹt 3 tháng. Mình phải chấp nhận. Chứ làm sao giờ? Theo bác thì tình báo là gì ạ? Nó làm mặt. Ví dụ như trái đất này nè. Ban ngày á, mọi thứ bình thường, không ai ngại hết. Ban đêm nó sợ, cu kêu sợ. Nó cũng con chim nó ăn ban đêm có gì đâu. Cũng con bướm bướm bay ban ngày sao mà cũng bướm bà ban đêm mà nó bay. Sợ, nó đem cái điềm không tốt. Con chim heo bay ngang nhà kêu éc, rồi có ai chết rồi. Nó đi ăn đêm thì nó phải kêu cái gì nữa. Ban đêm người ta sợ là bởi vì mình không biết người ta ai rình. Ông tình báo hoạt động ngầm mật thì người ta sợ. Mà sợ thì ta ghét. Ta ghét thì ta tìm ta diệt nó. Cho nên nó khổ chỗ đó. Chứ kỳ thiệt nó làm nhiệm vụ ăn ban đêm. Vâng, vậy thì nó phải mật. Những người mà muốn làm nghề tình báo thì phải có những cái phẩm chất gì? Có một cái tư tưởng tốt. Hay là con tin vào cái gì? Ví dụ như yêu nước. Đó là tư tưởng. Bác thì sao? Tôi thì vừa yêu nước và chống cái chuyện bất công. Tôi chỉ có đơn giản vậy thôi. Vì tôi cũng biết nhiều về, vì tôi nhỏ tôi ở trong ruộng nhiều lắm rồi. Tôi đi theo ba tôi đi vô trong ruộng rồi. Giữa tá điền, chủ điền là bất công ghê lắm. Giữa Tây với lại thuộc địa. Mình là con ăn dân thuộc địa. Thì những cái đó là không thể được rồi. Thì mình phải đấu tranh. Thì cái đó là, hai cái đó không thôi là đủ làm cho mình nghĩa là có thể hy sinh nhiều thứ được. Ngoài ra còn phải hỏi những cái đức tính gì đặc biệt nữa không ạ? Khiêm nhường, vừa phải thôi. Thế còn ngoài ra những cái đức tính như là lòng dũng cảm? Bắt buộc. Mà cái đó là bắt buộc. Thế còn bác nghĩ như thế nào về cái sự hy sinh của một cái người làm tình báo? Cái đó quá nhiều. 20.000 an ninh tình báo hoạt động trong địch mà hy sinh nhiều. Vậy theo bác thì cái đặc điểm lớn nhất của tình báo Việt Nam khác với tình báo các nước là gì ạ? Nó khác cái chỗ là hy sinh nhiều. Vâng. Vì yêu nước, tình tư tưởng là nhiều. Vâng. Yêu nước là nhiều, thương đồng bào là nhiều. Mà chứ chẳng có cái gì khác hết trơn. Bác nghĩ thế nào nếu người ta nói là tình báo của Việt Nam cũng giống như là nền chiến tranh của chúng ta, đó là một cái nền tình báo của nhân dân? Đúng rồi, nó là tình báo nhân dân. Nó rất giỏi. Tôi đưa ví dụ ông Tư Cang này nè. Ông ra Tết Mậu Thân đó. Quấn cái đợt đầu, đợt hai vẫn còn. Thế thì ông quen với một cái cơ sở bên trên, nằm ở trên cái dãy phố, trên cái lầu trên. Thì ông đâu có hay là ở trên đó là thằng cảnh sát công an nó đưa ông bao, nó nằm ở trên rồi, nó chờ ai lên là nó bắt. Ông vừa dưới đi lên, ông yên trí là không có gì hết. Cái bà bán thuốc lá ở dưới, bà nói, ông hút thuốc, điếu thuốc lá không? Thì ông Tư Cang, ông nể. Thì người ta mời mà, đàn bà mời, thì lại mua điếu thuốc hút. Bà nói liền, đừng lên lầu. Biết này, bà không biết ông này có thân cộng hay không, nhưng mà họ quan sát họ biết. Vâng. Mà không nói ra. Vâng.
Thế là ông đi luôn, họ không phải giật cộng. Mình không biết có thân cộng không, nhưng mà họ biết ông này là dính với cái nhà bị bắt lên trên rồi, ta biểu chạy. Vâng, đó cũng chính là cái sức mạnh của nền tình báo của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn bác ạ. Vâng, thưa các bạn, chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái điều mà đòi hỏi ở một nhà tình báo, nhưng mà trên hết đó là tình yêu Tổ quốc, một cái tình yêu mà đã gắn kết tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta vào trong một cái khối thống nhất để có thể chiến đấu với những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều và để chiến thắng. Như bác Hồ đã nói, tình báo là tai mắt, tai phải tỏ, mắt phải sáng thì chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng tỏ và hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn với tất cả những cái đóng góp của ông và xin chúc ông sức khỏe. Hoàng trong gió buồn bên sông nước trôi lững lờ, chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ, nhấp nhô chuyến đò đường người đi tìm đường tranh đấu, dành lại đời ấm no cho ngày sau. Sóng dâng cuốn trào những ngàn tiếng kêu thét gào, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sau. Lắng nghe tiếng hò thương miền quê hương ngôi gia diên, dòng họ càng thiết tha cùng năm tháng. Hàng cây soi bóng in trên dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trong chút cô đơn trong cõi lòng, vượt căm dâng theo con sóng ngọn sóng vút cao. Dẫu bao gian nguy không sơn, gái trai sông pha lên đàng, nước sông quê tôi dâng trào niềm thương nhớ. Tàn đi nước mắt thôi ta biết đi, tình yêu non nước trong tim con ghi, quyết ra đi không nản lòng, tầm vông trong tay ta tiến, nguyện cứu nước non. Sáng son trong tim xa vời, tuổi xuân hy sinh cho đời,